Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu tại đây, Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc không tuân thủ quy định về cách ly phòng chống dịch, dẫn đến xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng thời gian vừa qua. Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28 tháng 11 đến nay, thành phố xuất hiện 4 trường hợp mắc Covid-19. Chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo phải xử lý nghiêm cả tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định để làm gương. Trước diễn biến mới về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K, trước hết là 2K gồm đeo khẩu trang và khử khuẩn. Từ kinh nghiệm của hai đợt dịch trước, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch từ bên trong và chữa trị kịp thời, nhanh chóng cho người bệnh. Nhất là hiện nay, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào trong nước là rất cao bởi số lượng lớn người Việt Nam về nước. Đối với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo không lơ là chủ quan bởi dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Theo đó, người đứng đầu chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải kiểm tra, đồn đốc quyết liệt thực hiện, tránh tâm lý chủ quan. Sự việc vừa qua là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc, nhất là ngành y tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khi tiếp khách nước ngoài hoặc người từ nước ngoài về thì phải hỏi ý kiến của Bộ Y tế.